Nhưng em hỡi Trần gian, ôi ta biết sẽ rời xa vĩnh viễn với người thôi. Tính trước cho một điều chẳng một ai tránh khỏi, dẫu là bậc đế vương. Cuộc đời dẫu có đẹp cỡ nào chăng nữa cũng là cõi tạm. Mỗi người đều phải rời bỏ nó, sớm hay muộn. Cho nên chọn cách để thông bằng quyến thuộc đến chia tay lần cuối vào ngày ra đi cũng là điều cần thiết. Đã về hưu thì còn chờ gì mà không lo trước cho khỏe cái bụng, mà lại chẳng phiền đến con cái. Đã an tâm biết những gì mình đã chọn, được giảm giá và giữ giá cho đến khi hữu sự và được trả góp. Hiện giờ có chương trình dành cho người Á Đông do anh Trần Lộc phụ trách. Trọn gói hỏa táng 8.888 đô, đầy đủ thủ tục, 2 ngày thăm viếng, hòm, hoa, sách ký tên, quay phim và bao gồm nhiều nhu cầu khác. Xin đừng ngần ngại gọi cho Trần Lộc, Giám đốc Tiếp thị Cộng đồng Việt Hàng Hoa để lập kế hoạch hậu sự trước. 972-272-4898 972-272-4898.